Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Trong Tết giờ mình không có rảnh làm clip, quay về mấy bài ốc của mình cho các bạn xem. Này rảnh rồi quay cho các bạn coi. Đây, này là trứng nha các bạn. Đây là trứng nó đẻ bài ốc mà hôm trước mà nó bị xương vòi đó, giờ nó đẻ ngày hai đợt vậy, cũng cỡ khoảng 2 kg rồi. Đang ấp cho nó nè. Mùa này thì nó đẻ cũng ít nha các bạn, mùa mưa thì nó đẻ sẽ nhiều hơn. Số trứng nó cũng chuẩn bị đèn, nó chuẩn bị nở, để hết một một dĩ như vậy rồi, họ mới nở hết một dĩ như vậy rồi rồi mình đắp thẳng xuống cái bể luôn. Bên đây thì nó vẫn còn đang đẻ thôi các bạn. Đây là chỗ mà bày đẻ nó luôn. Đây cũng được một trứng. Đây trứng. Lụm luôn. Đây trứng. Ôi giời. Lụm trứng ốc quà Tết. Con này là đẻ kiểu mọt nó nằm đây lớn đẻ. Bạn nên làm cái bể chỗ nó đẻ như vậy này cho nó leo lên nó đẻ nha các bạn. Cái này mà có mưa xuống hay là như thế nào á, hoặc là thay nước mới á, là nó lên nó đẻ như lắm luôn á. Chuẩn bị leo lên nè, chuẩn bị leo lên đẻ. Con bể này còn có khoảng 200 con ốc bố mẹ nữa hả, để xi măng. Cá bảy màu nuôi trên bể xi măng hay là bể bạc như thế này đó các bạn, nó cũng đẻ, nói chung là đẻ đó, nhưng mà cái đem lợi nhuận kinh tế về ốc thương phẩm hay là trứng ốc thì nó cũng, mình thấy nó cũng hạn chế nhiều mặt đó các bạn. Nó không bằng ở dưới những cái ao đìa mình đâu. Trên đây trên bể bạc thì mình nghĩ chắc là mình để ấp trứng này kia thôi, ấp trứng với lại là dưỡng ốc thôi, dễ kiểm soát, dễ dưỡng ốc thôi, chứ các bạn mà nuôi thương phẩm hay là
ốc lấy đẻ lấy trứng á, thì mình thấy nó cũng hạn chế đó. Nó dễ bị sốc nước tại vì mình cũng thay nước hoài á. Mình thì nuôi bằng nước giếng khoan nên nó dễ trường hợp bị sốc nước lắm. Còn các bạn nào mà nuôi mà được nước nước ao đìa thì mình nghĩ thì nó sẽ mau lớn hơn, ít hạn chế là bị sốc nước. Thì mà nếu các bạn có nước ao đìa rồi thì các bạn nên nuôi với ao đìa luôn, nuôi bằng tự nhiên thì nó sẽ có cái kinh tế hiệu quả hơn về cái đẻ lấy trứng, bố mẹ đẻ lấy trứng và thương phẩm. Chứ bạn mà nuôi trên bể bạc như thế này thì mình thấy nó hạn chế nhiều mặt lắm, dễ bị sốc môi trường tại vì mình thay nước hoài á, với lại nó cũng dễ dơ cái đáy lắm. Sáng nay thấy ít đẻ quá vậy ta, không thấy trứng. Chứ bình thường thì mình ngày thì mình cũng lấy được khoảng chục trứng, chục hai chục trứng, 200 mấy con à. Đây là chỗ nuôi bèo nha các bạn, mình để cho nó ăn, nó nảy lại nè. Đây là bể ốc con thôi mà, mình không có trứng bao nhiêu thì mình ấp xuống đây mình dưỡng. Qua Tết rồi bệnh quá bạn. Đây đã được 4 trứng đây, 4 trứng này là giống như ốc lát, 4 trứng ốc lát. Để lại đây ấp luôn. Mấy trứng mà nó mềm mềm vậy là nó đẻ nè bạn, mềm mềm vậy là nó nở rồi đó. Đây, đây. Đây lại ha. Mình ấp mình để thẳng xuống cái bể ấp con mình luôn à, không có để trong thùng mốt như trước nữa. Ra vô chị chuyển này kia với nó không hợp, nó không có thích hợp môi trường thay đổi liên tục á, nó dễ bị chết ốc con á. Với mùa này mùa nghịch đó bạn, thứ nhất là ốc mùa này kêu mùa lạnh á, thứ nhất là ốc nó chủ động, thứ hai là đẻ ít, nó chậm lớn, mưa xuống này kia thì nó sẽ sung hơn, đẻ nhiều hơn, và ốc nó mau lớn thì kiếm nó ăn mồi này kia nó sẽ nhiều hơn. Đây mình chú trọng thủy sinh lắm các bạn, nè lục bình mình, các bạn biết mình trồng, mình để lục bình đây là cũng khoảng 3 tháng rồi, bây giờ nó nửa hồ rồi. Để nó dùng nó cho nó lọc nước với cái có chỗ cho ốc nó trú, nó bám rồi. Mình để nửa bên thôi, còn nửa bên thì đây là tự nhảy các bạn. Lúc đầu mình để cho một cái ống ống nước á, mình vịt 4 đầu lại, 4 góc chỉ L lại hết rồi, cái mình để nổi trên mặt nước á, mình để bèo vô, lấy lục bình vô rồi xong rồi nó nở ra từ từ vậy thôi, nó giúp lọc nước tốt lắm. Có một số bạn á gọi mình mua trứng á, trứng con giống á, thì mình cũng xin thông báo luôn nha là chắc qua Tết này kia nào có mình sẽ thông lấy lại, chứ giờ thì mình không có đủ để cung cấp cho các bạn mong các bạn thông cảm nha.
tại vì mình mùa này nó đẻ ít quá rồi, mình để lại mình ấp mình nuôi luôn rồi. Đây mà làm mà mưa xuống cái một là nó đẻ dữ lắm luôn các bạn, mưa xuống cái một nó đẻ. Nếu mà 200 con 300 con gì đó, trong cái bể đẻ 300 con thì nó đẻ khoảng 20 trứng, 30 trứng là bình thường. Cái này nuôi theo kiểu mà ở nhà nuôi kiểu mà vàng hạ nuôi để nhậu này kia thì ok luôn, bao luôn. Còn mà nuôi trên bể bạc, các bạn có kinh nghiệm thì tôi không biết sao chứ mình nuôi đây khoảng một năm rồi, mình cũng rút ra được nhiều kinh nghiệm. Nuôi trên bể bạc thì nó hạn chế nhiều mặt lắm, vẫn có đẻ nha các bạn, vẫn có ốc lớn những này kia, nhưng mà nó hạn chế nhiều mặt, không bằng ở dưới. Nghĩa là mình nói không phải là nuôi không được, nhưng mà không bằng ở dưới ao. Đây là cái đù và cái độc làng nè, mình đẻ cái đàn chi trời. Đây là mẹ mình bỏ vô, nó ngu ghê lắm, nhưng mà dễ thúi nước lắm, nước kinh khủng luôn. Hình qua thấy mẹ mình bỏ vô nó giật mình thì nó cũng nhấp ở đây. Ốc rồi đợt ốc con rồi, ốc con đó, nó ấy. Bự ốc bố mẹ mình lượt mình bỏ vào bên chỗ đẻ hết rồi. Các bạn muốn mà nuôi ốc cho bể bạc này đơn giản là mua bể bạc này kia tầm khoảng 500.000 à. Rồi về mình làm cái khung cây vậy nè, làm cống cống thoát nước, ống thoát nước cho nó. Rồi xong các bạn cứ bơm nước vô, rồi trồng thủy sinh. Trồng thủy sinh xong thì để một thời gian cho nó ổn định rồi các bạn khai tháo nước ra. Trong thời gian trồng thủy sinh thì các bạn bỏ phân bò rồi vô, đất này kia vô những cái chậu này kia cho thủy sinh nó sống, xong bạn tháo nước ra, bạn bơm nước lại lần thứ hai. Sau đó bạn tạt vôi dolomit với vitamin C giảm stress chống sốc cho nó ổn định vài ngày nè. Bạn cứ để trứng giống như mình để đó, có trứng các bạn để vô hoặc là bạn mua đó, hoặc là bạn thả ốc con đó, thì thời gian sau thì nó sẽ ốc sẽ phát triển, thì mình cứ cho ăn thôi, lá phải mì rau muống này kia bạn cứ để vô hàng ngày để ăn là ok. Thôi xin chào các bạn nha, bye bye các bạn nha. Đầu năm thì xin chúc các bạn nhiều thành công mới nha. Nhớ đăng ký kênh giúp mình nha. Rồi cảm ơn các bạn nhiều.